Xin chào tất cả các bạn hội viên, xin chào tất cả các bạn. Thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Trần Sỹ Tâm của mình, nơi mà các bạn cập nhật được những sách mới, những thuật toán mới YouTube và những thay đổi mới của các lĩnh vực. Thì trong video ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về từ khóa kinh điển, từ khóa thôi miên, từ khóa xu hướng là như thế nào để giúp cho các bạn phát triển một kênh YouTube đúng nhất nha các bạn. Thì mình hiểu được cái nỗi khó khăn của những người bạn mới làm YouTube những ngày đầu tiên còn đang bỡ ngỡ, không biết cách nào để phát triển một kênh YouTube cho đúng. Thì video này rất phù hợp cho những người bạn mới xây dựng kênh từ lúc ban đầu. Và những người bạn nào làm lâu năm rồi, chắc hẳn các bạn đang rơi vào trường hợp đó chính là bị mất đề xuất kênh và các bạn không hiểu lý do tại sao thời gian đầu YouTube đề xuất rất là cao cho video của các bạn, nhưng thời gian sau cái video của các bạn không còn được view nữa, view tụt dần. Thì trong video này rất phù hợp để giúp cho những người bạn đó hiểu rõ hơn về những từ khóa mà các bạn viết bên trong tiêu đề của các bạn như thế nào là đúng nha. Thì bây giờ mời các bạn nhìn thẳng vào hình để mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình truy cập vào bên trong trang tổng quan YouTube Studio kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ nói về từ khóa kinh điển là như thế nào và từ khóa theo xu hướng, theo trending là như thế nào để giúp cho các bạn phát triển kênh và có cái nhìn đúng nha. Mình bây giờ sẽ bấm vào phần nội dung. Và bây giờ mình kéo xuống bên dưới, mình sẽ bấm vào số liệu phân tích một video của mình. Thì các bạn thấy đây là cái video mình hướng dẫn cho các bạn, đó chính là cách kiếm tiền YouTube không cần quay video. Thì các bạn thấy là mình có đó chính là 65.000 lượt xem và 5.000 giờ và 2.200 người đăng ký. Và mình kiếm thu nhập về các bạn là 73 đô. Thì đây là video đề xuất của mình, đó chính là 52%. Thì bây giờ mình sẽ phân tích về cái video đó chính là cách kiếm tiền YouTube không cần quay video. Thì có nghĩa rằng là cái video này mình làm theo xu hướng, làm theo những gì khán giả đang cần. Thì cái thời điểm mà mình ra cái video này, mình hướng dẫn cho các bạn là thời gian mà đang dịch bệnh Covid. Thì hầu như những người bạn đang làm YouTube trên kênh của mình không thể nào đi quay được. Thì video này ra vào lúc đó thì rất phù hợp. Thì các bạn thấy là cái lượt view cũng cao nè, và mang về đó chính là giờ xem, người đăng ký và thu nhập cũng khá ổn định. Thì các bạn muốn phát triển kênh nhanh thì các bạn hãy bắt theo xu hướng, theo những cái gì đang hot cùng chủ đề với các bạn. Mình nhấn mạnh nha, nếu như các bạn muốn được YouTube đề xuất video cho các bạn là các bạn phải bắt theo xu hướng, cộng theo đó là cùng chủ đề với kênh của các bạn thì mới hợp lệ nha. Thì các bạn thấy là chỉ cần một video duy nhất thôi là mình kiếm về 65.000 lượt xem, 5.000 giờ, hơn 2.200 người đăng ký và thu nhập đó chính là 73 đô. Thì rõ ràng các bạn thấy nếu như các bạn bắt đúng một cái trending, một cái xu hướng mà khán giả đang cần thì chỉ cần một video duy nhất thôi là các bạn đủ 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem, dư giờ dư sub luôn nha các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ phân tích về từ khóa kinh điển là như thế nào để cho tất cả các bạn cùng biết nha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình lựa chọn một video để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Thì cái video này của mình đó các bạn, đó chính là cách tạo kênh YouTube chuẩn nhất 2021, chỉ 10 phút là có kênh ngon để kiếm tiền. Thì đây là từ khóa kinh điển nha các bạn. Có nghĩa rằng là bất cứ thời gian nào, bất cứ thời điểm nào mà khán giả cần xem một cái nội dung gì đó, khán giả chỉ cần search cái từ khóa mà họ cần là ra cái video mình liền luôn. Người ta gọi là từ khóa kinh điển nha các bạn. Thì bây giờ mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha. Mình tìm kiếm từ khóa đó chính là cách tạo kênh YouTube. Thì các bạn thấy rõ ràng là video của mình đang nằm ở top 2. Thì cái video này của mình các bạn đăng cách đây 6 tháng trước. Thì bây giờ bất cứ thời điểm nào mà khán giả tìm kiếm từ khóa là cách tạo kênh YouTube thì đều ra cái video của mình cả. Thì ở đây các bạn cần chú ý nha. Cái điểm mạnh ở đây nếu như các bạn quyết định cái thumbnail, ảnh thu nhỏ của các bạn mà gây tò mò khán giả thì khả năng khán giả bấm vào xem video của các bạn rất là cao nha. Nên các bạn cần chú ý. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào số liệu phân tích để hướng dẫn cho các bạn dễ hiểu nha. Thì các bạn thấy là video này của mình là mình có 300.000 lượt xem từ khi mình xuất bản đến bây giờ. Thì cái video này của mình đó các bạn là mình có được đó chính là 24.000 giờ và 6.600 người đăng ký. Và mình thu nhập về đó chính là gần 300 đô. Thì cái view này các bạn chủ yếu là view tìm kiếm. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào để cho các bạn xem chi tiết nha. Mình sẽ bấm vào phạm vi tiếp cận. Và tiếp theo là mình sẽ kéo xuống bên dưới. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái view tìm kiếm của mình là 63%. Và cái view đề xuất các bạn chỉ có 15% thôi. Thì ở đây các bạn chú ý đến cái view tìm kiếm trên YouTube, đó là view tìm kiếm kinh điển. Thì tại sao mình gọi là từ khóa kinh điển các bạn? là một cái từ khóa giống như trên kênh của mình các bạn nhìn thấy nè, cách tạo kênh YouTube, là bây giờ khán giả vẫn có thể tìm kiếm, năm sau khán giả vẫn có thể tìm kiếm khi họ cần cái video là cách tạo kênh YouTube, họ đều search từ khóa đó và ra cái video của mình. Thì các bạn hãy phối hợp cái từ khóa kinh điển của các bạn chung với một cái từ khóa thôi miên. Ví dụ như trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình ghi á, là cách tạo kênh YouTube và mình kèm theo từ khóa thôi miên, đó chính là chuẩn nhất. Thì mình có sưu tầm được một số từ khóa thôi miên mà những người làm marketing người ta thường xuyên sử dụng, thì các bạn có thể tham khảo nha. Hoặc các bạn có thể tự nghĩ ra những từ khóa nào mà gây tò mò khán giả thì đó gọi là từ khóa thôi miên nha các bạn. Thì khi khán giả tìm kiếm từ khóa kinh điển thì YouTube sẽ đề xuất thêm từ khóa thôi miên. Thì nếu như từ khóa thôi miên mà gây tò mò khán giả thì khả năng khán giả bấm vào xem rất là cao. Như trên hình các bạn nhìn thấy của mình đó chính là cách tạo kênh YouTube và từ khóa thôi miên của mình đó chính là chuẩn nhất. Thì các bạn đang làm về chủ đề ẩm thực, chủ đề vlog, chủ đề âm nhạc hoặc bất cứ chủ đề nào khác thì các bạn phải sắm cho các bạn một từ khóa kinh điển. Mình ví dụ nha, mình làm về chủ đề ẩm thực thì mình sẽ lựa chọn từ khóa đó chính là cách làm món ngon mỗi ngày, hoặc là từ khóa làm sao để nấu ăn ngon. Thì đây là những từ khóa người ta tìm kiếm theo xu hướng hàng ngày. Thì nếu như mà các bạn sử dụng những từ khóa kinh điển, những từ khóa mà khán giả tìm kiếm theo xu hướng hàng ngày bên trong phần tiêu đề của các bạn, bên trong phần mô tả, bên trong phần thẻ hashtag của các bạn, và cuối cùng là các bạn ghi những từ khóa kinh điển vào bên trong phần thẻ hashtag của các bạn như trên màn hình các bạn nhìn thấy, thì các bạn sẽ có được cái nguồn view gọi là nguồn view tìm kiếm theo xu hướng hàng ngày. Thì các bạn cần chú ý nha, nếu như các bạn áp dụng từ khóa kinh điển vào bên trong video của các bạn thì các bạn phải áp dụng từ khóa đó xuyên suốt trên kênh của các bạn. Có nghĩa rằng là tất cả các video sau này của các bạn đều áp dụng từ khóa kinh điển đó bên trong phần tiêu đề, bên trong phần mô tả, bên trong phần thẻ hashtag và bên trong phần thẻ tag của các bạn. Thì lúc ban đầu các bạn áp dụng từ khóa kinh điển thì sẽ không hiệu quả liền ngay lập tức, tại vì có rất là nhiều người sử dụng từ khóa kinh điển giống như là bạn vậy, nên các bạn phải chịu khó chờ đợi nha. Nhưng các bạn yên tâm, không lâu đâu, nếu như các bạn làm đúng hết thì chắc chắn rằng khoảng một thời gian là tầm 2 tháng đến 3 tháng là YouTube sẽ đề xuất từ từ cái video của các bạn cho những khán giả mà đang tìm kiếm theo xu hướng hàng ngày, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có view, và view này là view theo thời gian luôn, nên các bạn cứ yên tâm nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ để giúp cho các bạn tìm được những từ khóa gợi ý nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào ảnh đại diện kênh của các bạn. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn đó chính là bật chế độ ẩn danh. Và tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào ô tìm kiếm. Thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn từ khóa mà phù hợp với nội dung video trên kênh của các bạn đang làm. Thì ở đây các bạn, mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nha. Mình sẽ lựa chọn từ khóa đó chính là cách làm món ngon nha các bạn. Thì khi mình tìm kiếm từ khóa đó chính là cách làm món ngon thì ở đây các bạn thấy nè, YouTube đề xuất ra những từ khóa tương tự. Thì các bạn hãy lựa chọn cho các bạn một từ khóa nào mà các bạn thích, các bạn thấy từ khóa đó phù hợp với nội dung trên kênh của các bạn đang làm thì các bạn lựa chọn từ khóa đó nha. Ví dụ ở đây các bạn thấy từ khóa rất là hay nè, đó chính là cách làm món ngon mỗi ngày. Thì đây là những từ khóa mà người ta tìm kiếm theo xu hướng hàng ngày, tìm kiếm theo thời gian luôn nha các bạn. Thì rất là tốt để giúp cho kênh của các bạn phát triển mà không sợ bị mất view nha. Thì các bạn thì áp dụng cái cách này để lựa chọn những từ khóa gợi ý trên kênh của các bạn. Các bạn nên nhớ rằng là hãy lựa chọn từ khóa cùng chủ đề với nội dung của các bạn đang làm nha. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ những gì biết được trong khoảng thời gian làm YouTube. Hy vọng rằng những gì mình chia sẻ cho các bạn sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn, có thêm kiến thức để các bạn đi cho đúng trên con đường làm YouTube của các bạn nha. Còn bây giờ thì thời gian có hạn, bắt buộc mình phải dừng video tại đây. Mình kính chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Các bạn thấy video mình hay các bạn tặng cho mình một like, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.